Xin chào tất cả các bạn. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu một vài nét về mình. Tôi tên là Huỳnh Thiên Minh, hiện đang sống và làm việc tại Nhật. Ngoài ra thì tôi còn dạy tiếng Nhật cho rất nhiều những bạn khác. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua địa chỉ email huỳnhminh0219@gmail.com hoặc là trang Facebook cá nhân. Tôi có ghi ở bên dưới cái clip này. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên theo dõi trang fanpage Học Tiếng Nhật Online để nhận được những tài liệu tiếng Nhật hữu ích. Ngoài ra còn có cơ hội nhận được những khóa học online hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì tôi sẽ không để các bạn phải chờ đợi, chúng ta sẽ đi ngay vào bài học. Tôi giới thiệu một chút xíu sơ lược về cái thông tin khóa học kỳ thi giả lập N4 này, và tôi nghĩ là rất nhiều bạn đã đợi cái khóa học này rất là lâu rồi. Rất nhiều bạn thắc mắc và rất nhiều bạn đã đợi khóa học này rất là lâu. Và ngày hôm nay tôi chính thức thông báo cho các bạn biết là thời gian nhận đăng ký là từ ngày hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2017 cho đến ngày 13 tháng 4 nha các bạn. Chính xác là ngày 13 tháng 4 và ngày 14 tôi không nhận đăng ký nữa các bạn. Vào ngày 14 các bạn phải đăng ký trên trang Unify lúc nãy. Và trên đó với giá học phí rất là cao nha. Cũng là bài giảng của tôi nhưng học phí rất là cao vì bên đó người ta thu phí nữa cho nên là rất là cao. Các bạn hạn chế đừng tránh mất tiền trên trên hệ thống giáo dục Unify. Rồi, ngày khai giảng là ngày 15 tháng 4 vào lúc 7 giờ ngày 20, 7 giờ vào lúc thứ bảy ngày 21 giờ bên Nhật nha. Và số buổi học là một số buổi học trên một khóa thi 2 buổi. Các bạn tắt hết giùm tôi nha. 2 buổi nha. Bỏ bò tắt mic đi. Rồi, các bạn lưu ý giùm tôi là số buổi học trên một khóa thi giả lập là 2 buổi vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật để tạo điều kiện cho các bạn có thể online được trực tiếp nha. Và mỗi một buổi sẽ 2 tiếng đồng hồ trở lên nha các bạn. Mỗi một buổi tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hết một đề thi thì thôi. 2 tiếng đồng hồ. Và phần mềm kết nối với lớp học các bạn vẫn kết nối bằng phần mềm GoToMeeting. Những bạn nào chưa biết thì sau khi đăng ký email tham gia lớp học, tham gia buổi học thì các bạn sẽ được nhận thông tin đăng ký cũng như là mọi thông tin về về buổi học rất là chi tiết. Các bạn sẽ đăng ký và nhận được thông tin đó. Và các bạn lưu ý giùm tôi nè, đây là học phí 610.000 đồng khi các bạn đăng ký sau ngày 15 tháng 4 ấy. Sau ngày 13 tháng 4 nha. Trên trang Unica thì các bạn sẽ mất học phí rất là cao. Các bạn lưu ý giùm tôi nha, đừng để tránh đăng ký trễ mà mất cái phí đó thì rất là oan. Và khi mà các bạn đăng ký học ấy, tại đường link, các bạn đăng ký học tại đường link bên trên cái đoạn livestream tôi vừa chia sẻ đấy. Bên trên đoạn livestream có một cái đường link, các bạn nhấn vào đó đăng ký nha, nhấn vào đó địa chỉ email đăng ký để nhận tài liệu, nhận được cách tải phần mềm và nhận được thông tin cũng như mã buổi học, rất là nhiều thứ trên đó. Các bạn chỉ cần một cái email thôi, các bạn sẽ nhận được tất cả trên đó. Và các bạn lưu ý giùm tôi, nếu như bạn nào mà không có email ấy thì các bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua trang fanpage Học Tiếng Nhật Online. Bên đó sẽ có người trả lời tư vấn cho các bạn nha. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đây là một khóa học vì có tính phí nha các bạn, có tính phí. Nhưng một chút xíu nữa tôi sẽ báo cho các bạn phí mà các bạn đăng ký trực tiếp với tôi ấy thì nó là mức phí bao nhiêu, các bạn sẽ rất là bất ngờ. Một điều các bạn sẽ rất là bất ngờ. Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, vì đây là học khóa học có tính phí cho nên các bạn cần phải cân nhắc nha, cần phải cân nhắc. Và những bạn nào nên học và không nên học phải cân nhắc giùm tôi nha. Vì mang tính chất là có tính phí cho nên các bạn phải cân nhắc. Và các bạn lưu ý giùm tôi, khóa học mà tôi đang hướng dẫn miễn phí cho các bạn vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn giữ lời hứa và vẫn dạy cho các bạn đến hết bài 50. Được chưa? Tôi sẽ dạy cho các bạn hết bài 50. Và tôi nhắc lại, những bạn nào cần nên tham gia nha và những bạn nào không nên tham gia. Những bạn nào thứ nhất là đang chuẩn bị N4 tháng 7 này, muốn biết rõ hơn được cấu trúc và thang điểm trong đề thi. Cái thứ hai nữa là những bạn chưa biết cách phân bố thời gian làm bài thi như thế nào cho nhanh và hợp lý. Vì trong đề thi tiếng Nhật, bất kỳ từ N5 cho đến N1 đều có một thời gian nhất định các bạn. Các bạn cho dù học tốt đến mấy mà các bạn không phân bố và không phân chia thời gian hợp lý, các bạn sẽ bị trễ giờ trong đề thi là điều hiển nhiên, chắc chắn sẽ xảy ra. Với tư cách là một người, tôi đã tham dự rất là nhiều kỳ thi rồi, rất nhiều lần thi các bạn, cho nên là tôi hiểu rõ cái đề thi nó như thế nào, tôi hiểu rõ cách phân bố và câu nào nhiều điểm, câu nào ít điểm. Các bạn phải hiểu được điều đó nha. Chứ không đồng nghĩa là các bạn giải hết được đề thi là các bạn sẽ đổ. Và những bạn nào mà chưa biết cách làm từng phần chi tiết trong đề thi ấy, ví dụ như phần kanji các bạn phải làm từ đâu và các bạn phải chọn như thế nào cho nhanh, phần từ vựng các bạn phải
tìm ra những cái khuyết điểm nào, những cái điểm khuyết nào trong trong đề thi, các bạn làm cho nhanh lên. Và phần đọc hiểu các bạn phải làm như thế nào, cấu trúc phần đọc hiểu câu nào nhiều điểm và câu nào ít điểm để mình chọn câu nhiều điểm mình làm. Và những bạn nào chưa biết được thủ thuật chọn đáp án kanji nhanh và chính xác nhất ấy, các bạn sẽ bị mất rất là nhiều thời gian. Rồi, những bạn nào muốn làm thử đề thi và muốn được giáo viên sửa bài trước để chuẩn bị tốt cho kỳ thi chính thức, năm bạn rơi vào trường hợp này, những bạn rơi vào năm trường hợp này, các bạn hãy tham gia buổi học. Và những bạn nào đã theo dõi xuyên suốt và nắm bắt được cái kiến thức N4 ấy, thì các bạn hãy tham gia. Vì những bạn nào mà còn kiến thức các bạn mà cảm thấy là mới học N5 thì các bạn vào tham dự kỳ thi này, thì tham dự kỳ thi giả lập này thì vừa phí tiền mà vừa phí thời gian thôi. Cho nên các bạn tránh những bạn nào mà đang học mới lỡ dở tới N5 hoặc là lọt chọt bước qua N4 một hai bài gì đó mà tham gia thì không được nha các bạn. Vì tôi không biết trình độ các bạn đến đâu, cho nên là các bạn hãy cân nhắc giùm tôi. Những bạn nào mà rơi vào năm trường hợp này thì các bạn hãy tham gia. Và tôi nhắc lại những kiến thức mà các bạn sẽ học được nha. Sẽ học được trong khóa học này là cái gì? Các bạn theo dõi giùm tôi. Thứ nhất ấy, là các bạn sẽ giải và làm quen với những đề thi năm trước. Và thứ hai nữa là các bạn sẽ biết được cách phân bố làm bài thi hợp lý. Thứ ba là học thủ thuật làm phần từ vựng nhanh và chính xác. Các bạn chỉ có khoảng không đến một phút để làm khoảng 3 câu từ vựng. Cho nên các bạn phải lưu ý điểm này giùm tôi. Và cái thứ hai nữa là thủ thuật chọn đáp án kanji nhanh và không bị nhầm lẫn. Điều này là một điều rất là quan trọng các bạn. Kanji chiếm một cái phần điểm số rất là lớn, dễ lấy điểm nhưng rất dễ mất điểm khi các bạn sai lầm. Và một phần nữa là các bạn sẽ biết được trình tự giải phần đọc hiểu nhanh, hợp lý và tránh mất thời gian. Phần đọc hiểu sẽ có những câu rất là dài nhưng điểm rất là thấp, và những câu ngắn nhưng ngược lại điểm rất là cao. Các bạn lưu ý chỗ này nha. Và cái nữa là cách làm phần ngữ pháp chỉ bằng một cái lướt mắt thôi, vì các bạn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Trong đề thi các bạn không trắc nghiệm cho nên các bạn không có thời gian suy nghĩ nhiều, các bạn phải lướt mắt qua và chọn được đáp án đó. Thì tôi sẽ chỉ cho các bạn. Và một phần nữa là thủ thuật nghe ý chính trong phần nghe hiểu. Vì tôi đảm bảo với các bạn là không ai mà có thể nghe được toàn bộ cái đoạn băng, toàn bộ cái phần nghe trong đề thi cả. Cho nên các bạn phải biết được cách nghe ý chính và để chọn được đáp án trong cái phần nghe đó. Và cái nữa là các bạn sẽ được giáo viên sửa và giải thích từng câu trong đề thi nha. Sửa và giải thích trong từng câu trong đề thi cho các bạn, không bỏ một câu nào cả. Tất cả đề thi khoảng 6-70 câu gì đó, các bạn sẽ được sửa từng câu một. Và cuối cùng là thống kê lại toàn bộ những cái thủ thuật các bạn cần thiết khi đi thi, tránh những điều gì khi trước khi đi thi và sau khi đi thi các bạn nên, sau một cái phần thi các bạn nên giải tỏa tâm lý như thế nào, thì tôi sẽ hướng dẫn toàn bộ cho các bạn trong 2 ngày của cái khóa học này nhé. Và các bạn lưu ý giùm tôi là khi mà các bạn đừng để đăng ký sau ngày 15 nhé. Sau ngày 15 tháng 4 các bạn sẽ mất phí rất là cao trên trang Unica. Tôi nhắc lại một lần nữa. Tất cả những gì các bạn học được ấy, trong 2 buổi học này và ngay bây giờ, nếu như các bạn đăng ký từ ngày 29 cho tới ngày 15 tháng cho tới ngày 13 tháng 4 đấy, các bạn đăng ký trực tiếp với tôi thì sẽ còn với là 199.000 đồng thôi. Các bạn lưu ý giùm tôi nha. Tôi cho em hỏi là cái trận học từ bài đúng thì có 2 buổi học, 2 buổi thi đã lập. 2 buổi thi này các bạn sẽ giải khoảng được 3 đề thi và tôi sẽ, những bạn nào đăng ký tôi sẽ tặng cho bạn một quyển sách ebook 500 câu trắc nghiệm tương đương với khoảng 10 đề thi các bạn. Tương đương khoảng 10 đề thi nhé. Các bạn sẽ giải trên đó thêm. Tức là từ bài 40 đến khi mà đi thi mình chỉ học có, mình giải được 3 đề đấy và 2 buổi học thứ bảy chủ nhật đấy thôi đúng không ạ? Thứ bảy chủ nhật, tôi nhắc lại một lần nữa nha. Thứ bảy chủ nhật ấy là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn khoảng 2 đến 3 đề thi. Các bạn sẽ nắm bắt được cách giải trên đó và các bạn nhận một quyển sách 500 câu. Các bạn sẽ tự mình giải trên đó, và vì cuốn sách 500 câu đó, tôi đã, cuốn sách 500 câu đó được dịch sang tiếng Việt các bạn, được giải thích sang tiếng Việt và được có đáp án, mỗi một câu nó sẽ có đáp án bên dưới và hướng dẫn tại sao mình lại chọn câu này và câu kia có đáp án có ý nghĩa như thế nào, đều được giải thích bằng tiếng Việt. Cho nên là các bạn lưu ý tôi, cuốn sách đó rất là hay nha. Tôi sẽ tặng cho các bạn đăng ký tham gia khóa học này. Và khi các bạn đăng ký trên trang Unique, các bạn sẽ không nhận được quyển sách ở đâu, vì trên đó là hệ thống làm tự động các bạn,
không phải thông qua tôi nữa, và tôi cũng không biết các bạn có đăng ký, các bạn đăng ký trên đó lúc nào, các bạn đăng ký học khi nào tôi cũng không biết, tôi hoàn toàn không biết được các bạn. Cho nên tôi không thể nào tặng sách cho các bạn được. Vì trên đó khi mà tôi ký hợp đồng với họ thì toàn bộ là đều do hệ thống họ làm hết. Tôi chỉ có cung cấp bài giảng thôi, ngoài ra tôi không không biết thông tin được các bạn đăng ký khi nào, và tôi cũng không biết các bạn là ai đã học khóa học đó, tôi hoàn toàn không biết. Cho nên khi các bạn đăng ký trực tiếp Sensei, với tôi ngay bây giờ ấy, Sensei đăng ký trực tiếp với face của Sensei à? Hay là như không thế nào? bạn ở trên, tôi nhắc lại một lần nữa, trên đoạn livestream ấy, các bạn nhìn vào đây giùm tôi nhé, đăng ký học tại đường link bên trên đoạn livestream trên Facebook ấy, tôi đã ghi cái đường đường link trên đó, và một chút xíu nữa kết thúc buổi học này tôi sẽ đăng lại cái đường link đó một lần nữa trên trang Học Tiếng Nhật Online đấy, các bạn nhấn vào đó, nhấn đường link vào đó để đăng ký giùm tôi nha. Và những bạn nào mà đăng ký email ấy mà không đăng ký, không có email thì các bạn có thể liên lạc trực tiếp qua trang Học Tiếng Nhật Online, sẽ có người trả lời cho các bạn nha. Thế Ừ. cái kinh phí phí thì nộp kiểu gì là vậy như sensei? nào? Bây giờ các bạn cứ đăng ký trên đó đi, các bạn đăng ký trên đó sẽ có người gửi cho các bạn tin nhắn, bao gồm cả là cách giải, cách tải phần mềm, cách tải, cách nhận tài liệu học, và cách thanh toán phí khóa học, và cũng như là thời gian khóa học, mã khóa học, mọi thứ. Một email sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả. Cái lệ phí này là học hết từ bài 40 đến bài 50 luôn trên đây. Từ bài 40 Không đến bài 50 phải, tôi dạy miễn phí các bạn, tôi không thu phí bất kỳ một đồng nào của ai cả. cái phí này là Được chỉ chưa? thi giả lập 2 buổi thôi, Vâng. Còn bạn như hiểu chưa? cái Còn phí này là bài phí dạy miễn các bạn phí. thi dạy giả lập 2 buổi vào thứ bảy chủ nhật, còn khóa học tôi dạy cho các bạn từ bài 26 cho đến bài 50 tôi không thu bất kỳ của ai một đồng nào cả. Các bạn nhớ là lưu ý giùm tôi nha. Tôi không thu bất kỳ một ai Là trong đó 50 là người này. hai Tôi không thu bất kỳ Cho một em đồng hỏi nào hết cả nha. là học thế thì là nếu hai tất buổi nhiên giả lập này là mất 199.000 đồng. nhưng mà sau Vậy là ngày nếu thế 15 thì ấy học từ giờ đến lúc đi trong 2 tuần. không các bạn, vì tôi đã tính rồi, khi mà các bạn đăng ký vào tháng 4 ấy, vào ngày 15 giữa tháng 4 thì nó còn khoảng là 2 tháng rưỡi nữa, các bạn hiểu chưa, còn 2 tháng rưỡi nữa là tới kỳ thi chính thức. Thì khi mà các bạn làm xong cái đề đó, các bạn quen dần với đề thi rồi, các bạn tự giải trong cuốn 500 câu nữa, các bạn hiểu chưa? Trong cuốn 500 câu đó các bạn giải khoảng 4 tuần. Được chưa? Nó chia khoảng 4 tuần. Thì khi các bạn giải 4 tuần đó nữa là còn đúng nửa tháng nữa, các bạn chỉ cần ôn bài lại và vào đi thi thôi. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Hay quá cái 500 câu các bạn sẽ chia làm 4 tuần. Trong quyển sách đã chia sẵn cho các bạn làm 4 tuần luôn. Thì từ ngày 15 tháng 4 nè, các bạn học từ ngày 16 đến ngày 17. Rồi các bạn tiếp diễn học theo tôi cho tới bài 50, và trong lúc học đó thì các bạn vẫn tiếp tục giải trong cuốn 500 câu, giải hoài cho đến khi hết hai hết 4 tuần ấy, là vừa đúng lúc còn khoảng 10 ngày nữa, 10 cho đến 15 ngày nữa các bạn vào kỳ thi chính thức tháng 7 nha. Lúc đó các bạn mới vững được. Hay. Các bạn hiểu chưa? Vì các bạn học nhưng mà các bạn không giải bài tập, không giải đề thi thì các bạn không thể nào mà vào đề thi, là các bạn bị hoang mang, các bạn giống như là chưa biết gì cả. Xem là 7 về chủ nhật này Khóa học có bao nhiêu thì người? phải là Tôi nhắc lại một lần nữa nha các bạn, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi chỉ nhận đúng 50 bạn thôi, cho nên những bạn nào đăng ký trễ và những bạn đăng ký từ 51 người đổ đi thì các bạn phải tham gia trên trang Unikay, và lúc đó các bạn mắc phí rất là cao nha, 610.000 đồng nha các bạn, phí trên đó rất là cao đấy, vì họ nhận tiền phí bảo trì đủ loại hết các bạn, tôi không biết, vì trên đó là hệ thống nó làm toàn bộ cả, tôi chỉ có là hợp đồng và đăng bài giảng cho họ thôi, còn ngoài ra tôi không biết được những cái thông tin, những cái khóa học các bạn đăng ký với ai, các bạn làm gì trên đó tôi không biết được các bạn. Các bạn hiểu chưa? Nhưng khóa học này sẽ nằm trên trang đó, các bạn hiểu chưa? Và khi nằm trên trang đó thì giá rất là cao, vào sau ngày 15 tháng 4 sẽ được chính thức đăng lên đó các bạn. Vì các bạn biết như thế nào không? Các bạn biết như thế nào? Tôi không thể nào một mình mà có thể dạy từng bạn được. Tôi không thể nào dạy, vì tôi dạy hết khóa N4 này tôi sẽ dạy tiếp khóa N3 cho các bạn, và vì như vậy thì tôi đâu thể nào có thời gian để mà dạy lại cho các bạn cái khóa học thi giả lập này được. Cho nên là hệ thống trên đó sẽ lấy bài giảng của tôi để giảng lại cho các bạn hiểu chưa? Cho nên các bạn đừng để khi trên đó thì mất phí rất là cao. Những bạn nào mà sau ngày 15 mới biết được thông tin này thì tôi đành phải chia buồn với các bạn, vì các bạn không được nhận cái mức phí này nữa. 199.000 đồng.
Các bạn sẽ học 2 buổi vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Và tôi sẽ chỉ cho các bạn tất cả những gì các bạn cần biết đi nha. Và lưu ý là có một chuyện gì rất là lạ các bạn. Sao tự nhiên hệ thống nó cho tôi vào 52 người rồi? Rồi một điều hôm nay rất là lạ luôn. Hôm nay không biết có chủ đề gì hết. Rồi thôi, cái phần này bỏ qua một bên đi các bạn. Những bạn nào đăng ký thì các bạn đăng ký trên đó giùm tôi. Và bây giờ vào bài học thôi, mất thì thời gian rất là nhiều rồi. Đăng ký chuyển khoản như nào chứ? Tôi nhắc là như là mạng yếu quá. Đăng ký vào đó, rồi. Đó thì tất cả mọi hướng dẫn sẽ nằm trên email nha. Rất là chi tiết, hướng dẫn rất là chi tiết các bạn. Tôi không thể nào hướng dẫn cho từng bạn được. Các bạn lưu ý giùm tôi nha. Vì có những bạn sống ở Việt Nam, có những bạn sống được ở Nhật, cho nên là cái việc thanh toán các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Cho nên là khi mà các bạn đăng ký, các bạn sẽ nhận được email hướng dẫn toàn bộ nha. Hướng dẫn tất cả những cái thủ tục để các bạn đăng ký nhận phần mềm tải. Bài học đến đây là kết thúc. Nếu mà mọi người thấy cái clip này có ích cho việc học tiếng Nhật thì hãy like và chia sẻ. Mỗi tuần vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy tôi sẽ đăng những clip mới. Để không bỏ lỡ cái việc xem á thì các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký bên dưới. Và tôi cũng có chia sẻ những đường link xem nhiều clip hữu ích bên dưới cái phần mô tả của clip này. Các bạn hãy xem để nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình. Chúc các bạn ngày càng giỏi tiếng Nhật. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.